Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tái tranh cử vào năm 2024, Donald Trump đã đạt được một kỷ lục ấn tượng về việc huy động vốn cho chiến dịch của mình. Trong suốt thời gian này, ông Trump đã thu hút được một lượng tài trợ kỷ lục từ các nhà tài trợ và tổ chức tài chính lớn. Cụ thể, chiến dịch của ông đã quyên góp được hàng tỷ đô la, một con số cao chưa từng thấy trong các cuộc bầu cử gần đây. Sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ này không chỉ phản ánh sự ủng hộ rộng rãi từ các nhà tài trợ, mà còn cho thấy chiến lược tài chính sắc bén của đội ngũ tranh cử của ông Trump. Những nguồn tài trợ lớn này đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các doanh nhân, các tổ chức chính trị và những cá nhân có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính. Sự thành công trong việc huy động vốn này đã giúp ông Trump duy trì một chiến dịch mạnh mẽ và có sức cạnh tranh cao, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của ông trong chính trị hiện tại. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Trump đã lập kỷ lục về số tiền quyên góp và thể hiện khả năng thu hút sự ủng hộ tài chính vượt trội. Điều này tiếp tục là một yếu tố quan trọng trong chiến lược tranh cử của ông. Lộ diện những nhà tài phiệt đang bơm tiền để định đoạt ghế Tổng thống Mỹ. Ghi nhận từ tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, cuộc đua để giành ghế Tổng thống Mỹ là một hành trình không chỉ đầy cam go mà còn cực kỳ tốn kém. Bên cạnh việc cần sự ủng hộ từ cử tri, các ứng viên tranh cử phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài chính khổng lồ từ các tập đoàn kinh tế lớn. Hành trình này không chỉ đơn thuần là cuộc thi về chính trị mà còn là một cuộc đua về tài chính, nơi các ứng viên phải đốt cháy một khối lượng tiền khổng lồ. Và đôi khi, nếu ứng viên không thành công, họ có thể trở về tay trắng, không thu được gì từ những khoản đầu tư khổng lồ đã bỏ ra. Hiện tại, danh sách các doanh nghiệp lớn ủng hộ các ứng viên tổng thống cho nhiệm kỳ tới chủ yếu bao gồm các công ty quốc phòng nổi tiếng như Boeing, Northrop Grumman, L3 Harris Technologies và Lockheed Martin. Những công ty này đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp vũ khí và thiết bị quốc phòng cho chính phủ, và sự ủng hộ tài chính của họ là điều không thể thiếu đối với các ứng viên đang tranh cử. Ngoài các công ty quốc phòng, top 10 doanh nghiệp ủng hộ các ứng viên còn bao gồm nhiều tên tuổi lớn trong ngành viễn thông và truyền thông như Comcast, AT&T và Verizon Communication. Những công ty này hoạt động trong những lĩnh vực được chính phủ giám sát chặt chẽ và có nhu cầu đặt hàng lớn từ chính phủ, đặc biệt là trong việc sản xuất thiết bị quốc phòng và công nghệ truyền thông. Trong quý 2 năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump đã huy động được tổng cộng 331 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của mình, vượt qua con số 264 triệu USD mà ban vận động tranh cử của Joe Biden và Kamala Harris đã thu về. Số tiền khổng lồ này đã được chi cho các văn phòng chiến dịch tại các bang chiến trường, cũng như cho các dịch vụ khác liên quan đến chiến dịch tranh cử. Tỷ phú công nghệ Elon Musk, người nổi tiếng với các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và không gian, được cho là đã cam kết quyên góp khoảng 45 triệu USD mỗi tháng cho một ủy ban hành động chính trị ủng hộ Donald Trump. Sau một sự cố nghiêm trọng khi ông bị ám sát hụt ở Pennsylvania, Musk đã công khai ủng hộ Đảng Cộng Hòa và trở thành một nhân tố quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Trump. Musk đứng sau tổ chức America PAC, một mạng lưới các cá nhân thân tín trong ngành công nghệ, có khả năng quyên góp lên tới 1 tỷ USD, đảm bảo nguồn tài chính dồi dào cho chiến dịch của Trump. Những cá nhân hàng đầu đã đóng góp cho quỹ này bao gồm Win LeVos, Doug Leoner, Joe London, Tim Mellon, Mark Andreessen và Ben Horowitz. Đối với các doanh nghiệp và cá nhân giàu có, việc quyên góp cho các ứng viên tranh cử không chỉ đơn thuần là hành động chính trị mà còn là một khoản đầu tư chiến lược cho tương lai. Những khoản đầu tư này nhằm đảm bảo rằng các ứng viên chiến thắng sẽ có quyền lực để thực hiện các chính sách kinh tế có lợi cho các ngành nghề kinh doanh của họ. Đối với người dân, sự quyên góp của các tập đoàn và cá nhân giàu có thể được coi như một hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nơi sự ủng hộ tài chính có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Adam Kovacevic, giám đốc điều hành của Chamber of Progress, một nhóm chính sách công nghệ trung tả, đã chỉ ra rằng hai vấn đề lớn nhất đối với ngành công nghệ là chiến dịch chống độc quyền của chính quyền Tổng thống Joe Biden và thái độ của họ đối với tiền điện tử. Các tập đoàn công nghệ lớn bao gồm Google, Apple, Facebook, Amazon và Microsoft đều e ngại bà Lina Khan, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ FTC, người đã được coi là sát thủ công nghệ do quan điểm kiểm soát chặt chẽ của bà. Chính vì những lo ngại này, thung lũng Silicon đã quyết định đặt cược một số vốn lớn vào Donald Trump, hy vọng có thể thay đổi các chính sách hiện hành đối với lĩnh vực công nghệ. Đối với các tập đoàn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chính sách tả hoặc hữu, họ chọn cách đầu tư cho cả hai đảng chính trị để tối ưu hóa lợi ích của mình. Ví dụ Boeing đã chi tổng cộng 2,6 triệu USD cho các ứng viên với 44% số tiền dành cho đảng Dân Chủ và 56% dành cho đảng Cộng Hòa.
UPS, một công ty cung cấp dịch vụ logistics khổng lồ, đã phân bổ 64% trong tổng số 2,6 triệu USD viện trợ cho Donald Trump. Trong khi đó, nhà mạng Verizon chia đều 1 triệu USD cho cả hai đảng. Những khoản đầu tư này không chỉ là động thái tài chính mà còn là chiến lược chính trị quan trọng trong cuộc đua giành ghế Tổng thống Mỹ. Tranh cử Tổng thống Mỹ cực gay cấn khi bà Harris công bố ông Bush là ứng cử viên liên danh. Theo báo tin tức, sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, vào ngày 6 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức công bố Thống đốc bang Minnesota Tim Quốc là ứng cử viên liên danh tranh cử cùng bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Quyết định này không chỉ đánh dấu một bước đi quan trọng trong chiến lược của bà Harris mà còn mở ra một cuộc chiến căng thẳng với bộ đôi Donald Trump và J.D. Vance của đảng Cộng Hòa. Các chuyên gia chính trị cho rằng việc chọn ông Quốc có thể là một quân bài chiến lược mạnh mẽ, đặc biệt là trong việc thu hút sự ủng hộ từ các cử tri vùng nông thôn. Giáo sư Jennifer Victor từ Đại học George Mason nhận định với Al Jazeera rằng ông Quốc là lựa chọn thú vị với 24 năm phục vụ trong vệ binh quốc gia và nền tảng giáo dục vững chắc. Ông Quốc đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo qua việc thắng cử chức thống đốc bang Minnesota vào năm 2018. Theo bà Victor, phong thái dễ gần của ông Quốc có thể giúp bà Harris chinh phục những cử tri dễ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, cuộc đụng độ chính trị ngày càng nóng lên khi cựu Tổng thống Trump chuẩn bị cho một cuộc tranh luận trực tiếp với bà Harris trên kênh ABC vào ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên, Trump không hài lòng với chỉ một cuộc tranh luận và đã yêu cầu thêm hai buổi vào các ngày 4 tháng 9 và 25 tháng 9 trên các đài Fox và NBC. Trong cuộc họp báo kéo dài một tiếng tại Palm Beach, Florida vào ngày 8 tháng 8, Trump không chỉ bày tỏ mong muốn thêm các buổi tranh luận mà còn chỉ trích bà Harris vì sự im lặng của bà trước báo chí kể từ khi chiến dịch tranh cử bắt đầu. Bà Harris đã thách thức Trump tham gia tranh luận và chỉ trích ông về việc không cam kết rõ ràng về thời gian tham gia. Trong một cuộc vận động tranh cử ở Atlanta ngày 30 tháng 7, bà Harris tuyên bố: "Tôi hy vọng ông Trump sẽ cân nhắc việc gặp tôi trên sân khấu tranh luận. Nếu ông có điều gì muốn nói, hãy nói thẳng vào mặt tôi." Trước đó, Trump đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận thứ hai với Tổng thống Biden vào ngày 10 tháng 9 do ABC tổ chức. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ tuân thủ kế hoạch chỉ nếu Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất từ Ipsos công bố ngày 8 tháng 8 cho thấy Phó Tổng thống Harris đang dẫn đầu với 42% sự ủng hộ, vượt qua tỷ lệ 37% của Donald Trump. Điều này đánh dấu một sự thay đổi so với khảo sát trước đó của Reuters Ipsos vào ngày 23 tháng 7, khi bà Harris chỉ có 37% so với 34% của Trump.